nhớ chương trình Quang Lâm TV để thêm một góc nhìn cho đất nước Canada, nơi chị Trần Thị Tú Anh đã tin cậy gửi gắm các con chị sang học từ năm 2009 và cháu gái nhỏ năm 2012. Chị viết lá thư này cho con gái trong thời gian đầu khi cháu đang bị hụt hẫng, khi rời xa cha mẹ và bắt đầu năm học mới lớp 10 ở một môi trường hoàn toàn mới. Hiện nay cháu đã ra trường, có một công việc tốt và theo cảm nhận của chị là cháu cảm thấy tự tin, hạnh phúc. Mời các bạn cùng nghe lá thơ gửi gắm cho con của chị. Trò chuyện cùng con gái. Gần đây con nói tới hai lần từ nhạc. Khi nghĩ về đất nước Canada, mẹ nghe và thấy nặng nặng một nỗi buồn. Mẹ cảm thấy mình thật sơ suất khi chưa khiến con hiểu được thấu đáo và sử dụng chính xác một số từ ngữ mà con sử dụng. Nó có thể khiến những người xung quanh ta buồn lòng. Dù rằng mẹ biết điều con muốn diễn đạt không có ý xúc phạm, thiếu sự tôn trọng, mà chỉ để bày tỏ những vấn đề diễn ra với chính nội tâm mình mà thôi. Lời nói ra như mũi tên bắn đi, khó thu lại được. Mẹ cũng có thể hiểu được phần nào nỗi buồn của con, những biến động về tâm lý, những khó khăn con gặp phải khi du học xa nhà. Con ạ, hãy khoan dùng đến từ nhạc. Mẹ nghĩ sẽ làm không công bằng đối với ngôi trường con đang học nói riêng và hệ thống giáo dục của Canada nói chung. Mẹ nghĩ cũng không công bằng với đất nước và con người Canada. Nền văn hóa Canada, nơi mẹ cũng có dịp trải nghiệm trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng đã đem đến cho mẹ những ấn tượng rất tốt đẹp. Cũng có thể mẹ với góc nhìn lạc quan về mọi sự vật, sự việc sẽ khiến cuộc sống nhiều màu hồng hơn, nhưng không vì thế mà làm thay đổi về mặt bản chất. Ngay khi xuống sân bay Toronto, trong lúc làm thủ tục hải quan, mẹ sơ suất không điền số tiền mang theo người. Một nhân viên hải quan rất trẻ tiếp mẹ và con đã rất nhẫn nại và nhã nhặn kiểm tra từng loại tiền trong túi sách của mẹ, điền chi tiết vào tờ khai. Sau đó vui vẻ hoàn tất thủ tục cho mẹ con mình. Mẹ nhìn thấy ở đây một công chức rất mẫn cán, một luật pháp nghiêm minh, không chấp nhận bất kỳ sự giả dối nào. Cũng ở đây, người khuân vác hành lý đã chiếm cảm tình của mẹ khi mất rất nhiều thời gian chờ mẹ làm thủ tục mà không tỏ ra một thái độ khó chịu, không hài lòng một chút nào. Mặc dù mẹ biết trong khoảng thời gian chờ đợi mẹ, có thể họ đã bỏ một số cơ hội làm việc khác. Ở đây, một đất nước xa xôi, cách tổ quốc mình nửa vòng trái đất, với nền văn hóa khác biệt mà sao thân thuộc, gần gũi đến lạ. Khi bước ra phố, ta không cần quan tâm đến việc ăn mặc có hợp thời trang hay không, chỉ cần cảm thấy thoải mái là được. Vậy mà ta thật tự tin, bởi không ai để ý ta ăn mặc như thế nào, ta cảm thấy ta thật sự được sống, thật sự được tôn trọng. Khi ra đường, ta thấy không cần thiết phải mang giấy tờ tùy thân. Mỗi khi tham gia giao thông, mẹ lại càng thấy con người ta thật sự giá trị. Đi trên những lối đi giữa các building quen như khi ở Việt Nam, mỗi lần thấy xe hơi là ta dừng lại chờ. Nhưng lạ, xe dừng lại chờ ta bước qua. Là một nước tư bản với nền kinh tế thị trường, ta được chiều theo độ hài lòng trên mỗi sản phẩm họ cung cấp. Từ những hàng hóa
giá trị nhỏ đến giá trị lớn. Ta mua hàng về, trả tiền rồi dùng thử. Nếu cảm thấy không hài lòng, không thích hợp với mình, ta đem đến trả, vẫn luôn nhận được sự phục vụ nhiệt tình cùng với lời cảm ơn sau khi hoàn tất. Một đất nước rộng lớn với rừng cây bạc ngàn và những thảm cỏ rộng lớn, họ không cầu kỳ xén tỉa tạo khuôn viên cho các công viên, quảng trường. Hầu hết các loài cây được tự do mọc, tự do khoe dáng. Và chính sự tự nhiên như vậy khiến mẹ cảm thấy khung cảnh thật thanh bình, thật đẹp, thật quyến rũ, một cách tự nhiên không gò ép. Có nhiều điều mẹ cảm nhận được từ Canada khiến trái tim mẹ xao xuyến cả con người lẫn cảnh vật ở đây. Có những ngày hè ngắn ngủi khi mẹ con mình cùng những người bạn quốc tế mà sao gần gũi lạ, rủ nhau đi farm market. Chúng ta lượn lờ dạo chơi, ngắm nghía nông sản, ngậm ngô nướng bơ, ăn những món ăn của các vùng miền. Mẹ hào hứng mang tiền xu đến xe bán kem lưu động. Sau đó ta xách về nhà những củ quả và cả những hạt khô nữa. Khi về, mẹ con mình lại nằm dài trên bãi cỏ triền miên xanh. Là vậy thôi, đến giờ cũng không nhớ hình ảnh đó đã lưu lại nơi nào. Những cây thông đứng chụm trên mỗi góc đường, mỗi khu nhà chúng ta qua luôn khiến mẹ ngẩn ngơ nhìn. Rồi khung cảnh của trường đại học York, của anh con khiến mẹ rưng rưng xúc động. Con trai mẹ đang học ở đây giữa những người bạn thật dễ thương và khôi ngô. Trường con rộng lớn quá, đẹp quá, nên thơ quá. Mẹ định nhặt những quả thông từ đây đem về, nhưng rồi mẹ lại chưa có dịp. Vì lẽ là mẹ chần chừ thôi, vì mẹ còn nhiều cơ hội mà. Quên sao được cảm xúc khi nhìn những chiếc lá phong đỏ rực trong một buổi nắng nhẹ ngay nơi building của mình ở. Rồi mỗi ngày khi qua cửa sổ, ta thấy chạy ngang những sắc màu thay đổi liên tục của bức tranh mùa thu sống động, đẹp đến ngỡ ngàng. Thế rồi ta lại nuối tiếc khi thu qua nhanh quá, bởi qua một đêm mưa gió, thảm lá vàng trải dưới gốc cây phong, trên cây chỉ còn lác đác những chiếc lá vàng đông đưa trên cành. Ta biết khoảnh khắc rực rỡ tráng lệ nên thơ ấy rất ngắn ngủi. Đã muộn rồi, mẹ phải về đây, sẽ nói thêm với con vào một dịp khác con nhé. Hôm nay Mother Day, chúng ta những người con xa mẹ, xa gia đình, được học và tiếp nhận những kiến thức trên đất nước tiến bộ, văn minh, hiền hòa, xinh đẹp. Chúng ta không quên lời cảm ơn đến mẹ, người luôn giúp đỡ và hướng dẫn chúng ta. Happy Mother Day. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video trò chuyện cùng con gái. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ tới.